Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại Best News và hãy cùng với chúng mình cập nhật những thông tin mới nhất có trong ngày nhé. Cầu tình yêu nằm ở bờ đông sông Hàn, Đà Nẵng là địa điểm du lịch nổi tiếng, nơi những cặp tình nhân cùng nhau treo chiếc ổ khóa có khắc tên trên đó với mong muốn tình yêu của họ sẽ mãi bền lâu và không thể tách rời. Tuy nhiên mới đây, hình ảnh một nam thanh niên cố tình phá ổ khóa của các cặp đôi với thái độ đùa giỡn và cợt nhả thì ngay lập tức đã bị chỉ trích vô cùng dữ dội. Theo đó, câu chuyện ý thức của nam thanh niên tên NLT đang khiến cho nhiều người phải bức xúc và lên tiếng. Trước đó, trên trang cá nhân của mình, nam thanh niên này đã đăng đoạn clip khoe chiến tích phá ổ khóa của một cặp đôi tại cầu tình yêu Đà Nẵng, nơi hàng nghìn ổ khóa được gắn lại và được xem là kỷ niệm đẹp của các cặp đôi đang yêu nhau. Tuy nhiên, thay vì đến tham quan và chiêm ngưỡng những chiếc ổ khóa được gắn lại trên thành cầu, thì nam thanh niên tên T lại có hành động thiếu kiềm chế khi mang theo dụng cụ rồi chọn một ổ khóa bất kỳ để phá và đứng giữa cầu tuyên bố: "Tao sẽ cho tình yêu của tụi bay chìm xuống vực sâu." Đáng chú ý, người này còn tự tin nhờ bạn quay clip, sau đó tung lên mạng với thái độ khiêu khích: "Xin lỗi bạn Cường và Thắm nha, KK." Cụ thể, ổ khóa có khắc tên Cường và Thắm ngay sau khi bị phá đã bị người này vứt xuống sông Hàn. Toàn bộ hành động này được ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội. Bên cạnh việc phá khóa bị lên án, thì không ít người xem đã đề nghị cơ quan chức năng xử lý nam thanh niên vì cố tình ném rác xuống sông, trong khi cả xã hội đang kêu gọi bảo vệ môi trường công cộng. Quá bức xúc với hành xử vô duyên của nam thanh niên tên T, cộng đồng mạng đã đồng loạt phản ứng: "Trước khi ném, hãy nghĩ người ta vượt bao nhiêu km mới cùng nhau tới đây khóa không? Có ai đồng cảm không? Nếu của bạn người ta ném vậy thì sao? Khổ, người dân tự nguyện thu gom rác dưới lòng sông, mình lại công khai ném rác xuống sông. Không có một miếng duyên nào hết, sao trên đời này lại có những người như vậy trời? Không còn lời nào để diễn tả được hành động này." Hiện tại thì hành động của nam thanh niên này vẫn đang nhận về rất nhiều sự chỉ trích từ cộng đồng mạng. Mọi thông tin tiếp theo liên quan đến sự việc này chúng mình sẽ liên tục cập nhật trên bản tin của S News. Các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như subscribe cho fanpage và kênh YouTube S News nhé.